Ở tuổi 26, chị Quỳnh Anh đã may mắn mua được nhà. Một căn hộ có diện tích 88m² với giá 3,5 tỷ đồng tại quận Hoàng Mai. Để thực hiện được ước mơ lớn của cả đời người, chị đã mất nhiều năm tích cóp với kế hoạch chi tiêu và tính toán cụ thể phù hợp với điều kiện tài chính. Tại thời điểm mua nhà, mình cũng đã tham khảo một số những dự án gần trung tâm hơn, tuy nhiên là với giá tiền cao, thậm chí là gấp đôi và diện tích đôi khi còn nhỏ hơn nữa, thì mình lựa chọn là mình sẽ đi xa hơn một chút để có được một không gian sống rộng hơn, thoải mái hơn và phù hợp với kinh tế của mình hơn. Còn đây là Phương Tuyến, một nhân viên văn phòng có mức thu nhập 15 triệu đồng trên một tháng. Mức lương chỉ đủ trang trải cho cuộc sống. Với phần tích cóp ít ỏi, Tuyến đang phải cân nhắc để thực hiện giấc mơ mua được nhà trước tuổi 30. Mình biết là gia đình mình tài chính cũng có hạn, thế nên là mình sẽ phân bổ ra là một nửa là mình sẽ đi vay ngân hàng, một phần tư thì là sẽ do mình tự lực, còn một phần tư sẽ là gia đình. Giá nhà đất tăng phi mã, cao phi lý đang khiến nhiều người dân khó tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ. Là một phép tính đơn giản, với mức thu nhập 15 triệu đồng trên một tháng, một năm sẽ có 180 triệu đồng. Như vậy, một người trẻ sẽ mất khoảng 20 năm để có được 3,6 tỷ đồng để mua nhà, trong trường hợp họ tiết kiệm được hoàn toàn thu nhập. Tuy nhiên, liệu còn căn nhà nào có giá như vậy sau 20 năm? Bởi nhìn vào thực tế cho thấy, giá nhà đang bị đẩy quá cao ở tất cả các phân khúc. Bất động sản nói chung thì nó chịu tác động bởi hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về mặt pháp lý, yếu tố thứ hai là về mặt giá cả. Với cái câu chuyện mà đấu giá đất tăng cao cũng khiến cho bất động sản và đặc biệt là thị trường chung cư, những cái nhu cầu cấp thiết đã tăng lên. Và trong đâu đấy khoảng từ đầu năm đến bây giờ khoảng 6 tháng đầu năm thì chung cư thậm chí ở Hà Nội đã tăng từ 20 đến 30% rồi. Và điều này càng làm giảm cái sự tiếp cận và cái khả năng chi trả và mua nhà đối với giới trẻ. Nhiều thống kê cho thấy, giá nhà hiện nay đang cao gấp 20 lần thu nhập của người dân. Đầu cơ, thổi giá bất động sản đang khiến nhiều người phải buông xuôi giấc mơ an cư của mình. Đặc biệt với người trẻ, khi mức thu nhập chưa cao, ngày mua được nhà có thể sẽ không bao giờ đến.